cây hoa vạn lộc mà cả nhà ơi. Cây này giống cây vạn lộc quá. Cái cây này là cây hoa vạn lộc, nó có hoa nè, lá nó màu hồng hồng đẹp quá trời. Trời ơi, này là cây này hình như là cây tứ quý. Tứ quý nè cả nhà ơi, đẹp quá à. Cái chân ở trong siêu thị Bixi á, ngay cái đường vô toilet nè cả nhà. Cây này là cây lan ý. Cây lan ý. Cái cây này nó hút được chất độc nè. Cây này nó hút chất độc nè, mình có thể chân trong nhà nè. Hút các cái khí độc của điện tử nè, máy móc nè, các cái bụi á nó lọc á. Lan ý nha. Cái hoa này màu trắng. Mà ở đây nó chưa có hoa nữa. Còn này là cây phong thủy đẹp, cây vạn lộc đẹp quá trời luôn. Cây này nó sống được lâu lắm á, nó chưng được cả năm luôn á cả nhà, đẹp lắm luôn. Siêu thị Bixi Hồ Học Lãm nè, An Lạc, Bình Tân.